Em Huyền xin chào quý anh chị, hiện tại là em Huyền đang đứng ở thôn 2 xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm nay em Huyền sẽ đưa quý anh chị đi đến một cái lô đất có tổng diện tích là 2069m. Ngang của lô đất là 32m và dài là 65m. Cái con đường hiện trạng của lô đất là đường bê tông, ô tô vô tận nơi được luôn ạ. Đường 5m nha anh chị. Về cái vị trí của lô đất rất là thuận tiện. Lô đất cách trung tâm thành phố Nha Trang tầm khoảng 26 cây. Từ tỉnh lộ 2 mà đi vào lô đất của mình ấy là 1,6 km thôi anh chị. Về tiện ích xung quanh của lô đất á, thì chỉ trong vòng bán kính 1 km thôi là sẽ có trường học nè, chợ, ủy ban nhân dân và trạm y tế. Điểm đặc biệt của lô đất á, là đất hiện trạng á, là cây BHK và toàn bộ lô đất quy hoạch thổ cư 100% luôn anh chị. Và hiện tại chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là 2 triệu trên 1 mét vuông nha anh chị. Đó, bây giờ em Hiền sẽ quay lại cái lô đất cho quý anh chị xem một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Và đây ở phía trước của anh chị chính là cái con đường bê tông rộng 5m đi vào cái lô đất của mình. Hướng này mình đi ra ngoài á, là đi ra là tỉnh lộ 2 nè, đi ra khu dân cư nè, đi ra những cái tiện ích xung quanh của mình là mình sẽ đi theo cái hướng này nha anh chị. Ra tỉnh lộ 2 á, là tầm khoảng 1,6 km thôi, và những cái tiện ích xung quanh của mình á, là trong vòng bán kính 1 km là sẽ có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, ví dụ như là trường học nè, ủy ban nhân dân, trạm y tế và chợ. Đó là cái theo cái con đường này là mình sẽ đi ra lại cái chỗ đó. Và từ cái lô đất của mình mà đi ra lại cái khu du lịch sinh thái Phan Gia Xanh á, thì tầm khoảng là 350m thôi anh chị. Đó là đi theo cái con đường này là mình sẽ có hết đầy đủ mọi thứ luôn. Và cái lô đất của mình á, là từ đây đấy, dép cái ngay dép cái ranh của cái cổng bên này, kéo dài qua đây đó, là xuống ngay chỗ cái gần cái trụ điện á, là nó có cái hàng rào đi xuống luôn rồi anh chị. Là ngang của lô đất á là 32m và chiều sâu của nó là 65m. Xíu nữa em Huyền sẽ có một cái video ở phía sau cho quý anh chị xem nha. Đó, và cái con hướng bên này, cái hướng bên này là mình sẽ đi ra lại cái con sông trò nha anh chị. Từ cái lô đất của mình ra cái sông trò á, là tầm khoảng 450m thôi ạ. À, đi theo cái con đường này và đi ra 450m là sẽ ra cái con sông trò. Cái con ngay tại lô đất là đã có đường dây điện nè, anh chị có thể thấy rất là rõ là đường dây điện đã đi vào đến tận nơi rồi. Bên cạnh cái lô đất của mình á, là cũng có nhà nè. Khu này á, là hồi trước đây là lô lớn rồi chia làm 3 lô á anh chị. Bên này là họ đã xây nhà xong hết rồi. Bây giờ là em Huyền sẽ đi vào trong. Trên đất của mình á, là đã có trồng rất là nhiều cây bưởi nha anh chị. Bưởi đã vào mùa thu hoạch rồi, trái bưởi rất là to. Đây như anh chị thấy nè, những cái cây bưởi ở trong cái vườn của mình á, thì trái rất là to nha. Đây em sẽ quay gần lại cái toàn bộ cái gốc bưởi của mình á, là đã có trái hết rồi và mùa trái là đã thu hoạch được luôn đó anh chị. Đó, bây giờ em Huyền sẽ đi ra phía sau cho quý anh chị xem cái ở phía sau của lô đất của mình nó như thế nào. Đất hiện trạng á, là đất BHK, đất cây hàng năm khác nha anh chị. Nhưng mà toàn bộ lô đất á, là đã quy hoạch thổ cư 100% luôn. Cái chiều ngang của lô đất á, rất rộng tới dài tới 32m. Thì khi mà lên thổ cư rồi, anh chị có thể tách ra thành 3 lô nhỏ, hoặc là anh chị có thể sử dụng nguyên cả một cái lô lớn 2069m để làm một cái nhà vườn cũng rất là tuyệt vời. Đó. Đây là ở phía sau lô đất rồi nè. Trên lô đất á, là đã được rào hết trơn rồi anh chị. Rào chắn rất là kỹ càng. Đó, thì hiện tại chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là chỉ là 2 triệu trên 1 mét vuông thôi anh chị. Đây, ở phía sau của lô đất á, là cũng được rào chắn rất là chỉnh chu. Trên đất á, là có cây bưởi và cây mít, cây chuối. Đó, đây là cái phía sau của lô đất mình. Đó, anh chị có thể nhìn thấy nè, chủ đã rào chắn rất là kỹ càng. Đó, lô đất này rất là phù hợp để mà quý anh chị có thể làm nhà vườn. Vào những ngày cuối tuần thì mình có thể về cái chỗ này, không khí ở đây cũng rất là dễ chịu ạ. Là trên đây là những thông tin về lô 2069m tại thôn 2 xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa mà em Huyền đang muốn giới thiệu đến quý anh chị đây ạ. Nếu như mà quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này của em Huyền thì xin hãy gọi điện thoại cho em Huyền. Số điện thoại là 0901 186 179. Em Huyền sẽ gửi thông tin pháp lý và vị trí của lô đất cho quý anh chị xem một cách chi tiết và rõ ràng hơn.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này của em Huyền. Hẹn gặp quý anh chị vào những cái video sau. Of my mind start racing, things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase.